À, nha, bữa nay mình chơi cái trò này nữa nè. Nhưng cái trò này mình đi bắt hết mấy cái trò này. Bây giờ mình sẽ kết cái này. Hello, cơ cơ. Chị nhà vậy? Con cơm chưa? Quay nè, quay nè. Ủa, cái mát này nhớ con cá nè. Update à. Vì một số lý do bên nhà thì rất nhiều các bạn phải mua những con
Không nhớ quốc rồi em. Sinh năm 2017 và cháu LTT sinh năm 2019. Các nạn nhân trú tại vùng Cốc Rế, xã Bàn Thế, huyện Sơn Tây.
dự định sang thôn Ca Lóc, xã Bản Lầu, huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, vì do nước chảy xiết nên tìm vị trí
cảm ơn người hâm mộ Manchester United đã đến từ thủ đô. Hành động này khiến nhiều công viên Manchester United không hài lòng. Tuy nhiên, một tiền đạo bóng nào đủ khả năng ký hợp đồng với Ronaldo ở thời điểm này cũng là người không hài lòng. Oh!
in a minute. Good man. What the heck? Huh?